Như vậy là hành trình của chị em đã chuẩn bị xong. Lúc nãy thì Nấm có quay cho mọi người xem về cái chuẩn bị về cái chai đã trần qua nước sôi. Còn bây giờ thì đã pha môi trường vào chai hết rồi. Công tác đang làm bịch nha mọi người. Hôm trước thì Nấm có chia sẻ với mọi người rồi. Làm bịch thì chúng ta cần cái bịch này nó đừng có căng quá nha. Đó. Nó phải dùng một tí. Cái thứ hai chúng ta lách cái bịch cho nó bo đều cái dây này, nó đỡ bị hở và nhiễm. Rồi thao tác rót thì chúng ta rót vào đây thì không để dính được thành nha. Không để dính thành và lâu, nói chung là càng giảm thiểu chừng nào các vấn đề đó càng tốt. Cái thứ thêm một cái nữa nè, khi mà chúng ta đang đem bỏ vào đây nè, hay là đem vào lò hấp, chúng ta đừng có để nó bung, nó dính nước ở trên những cái thành này. Mọi người thấy không? Một lần Nấm làm là như thế này, như thế này nè, 4 giỏ. Một giỏ thì Nấm sẽ đếm cho mọi người xem nè: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, khoảng cỡ 46 đến 47 chai cho một giỏ. Nấm cứ tính 50 đi, một tí mình dễ. Thì 4 giỏ như thế này là 200 chai. Ghê không? Là một lần gần 200 chai lỏng. Đấy, thấy ghê không? Một lần làm gần 200 chai, nhưng mà một năm làm có khi không tới 1 lần. Thôi, nói vui với mọi người thôi, chứ cũng quay lại những cái khoảnh khắc như thế này để chi? Để cũng như là tạo cái động lực cho mình phấn đấu hơn. Và thay vào đó là lời cảm ơn đến tất cả quý khách hàng là tin tưởng vào sản phẩm của Truyện Nấm, để đặt để có cái lượng hàng mail giao nè, cũng như là phôi giao cho khách. Đó là cái niềm vinh hạnh của Truyện Nấm. Còn cái đây á, thì nói với mọi người là nó khi mà Nấm làm cái lượng như thế này á, là không phải một loại đâu, nhiều loại. Ví dụ Nấm đang làm tú cầu cho khách đặt hôm bữa nè. Đấy, rồi bào ngư 45 nè, bào ngư 60 nè. Rồi trong đó có khách đặt linh chi nữa nè. Nên là khi làm một lần vậy chứ không phải là một loại đâu. Một loại mà đâu nhiều như thế được. Mấy giỏ như thế này là biết khi nào mà xài giỏ xong. Quá trời xài không xong dư nữa. Thôi Nấm sẽ kết thúc cái video ở đây nha mọi người. Thì ở đây chi ra. Bào ngư có đông trùng nữa mọi người, có đông trùng thì Nấm cũng có làm một ít. Xin chào mọi người. Phôi còn còn nấm rơm nữa, quên thôi, nhắc không nhớ hết. Thì nó trong là những cái mail này là khách đặt đâu thì Nấm sẽ làm đó và làm cho Nấm luôn. Rồi, cảm ơn mọi người.